Thưa quý vị và các bạn, qua công tác kiểm tra giám sát, 3 tháng đầu năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh đã thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng và 46 đảng viên vi phạm. Theo đó, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với một tổ chức đảng và 26 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên, xóa tên một đảng viên, đình chỉ sinh hoạt một đảng viên không đóng đảng phí. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đảng đối với 13 đảng viên, trong đó khiển trách 4 đảng viên, cảnh cáo 6 đảng viên và khai trừ khỏi đảng 3 đảng viên. Các đảng viên chủ yếu vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, sai phạm lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, xây dựng.